Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Nhóm nhạc gì? Accident. Accident là gì? Là tai nạn. Nhóm nhạc tai nạn. Thì cái nhóm nhạc em đặt vậy là đúng rồi. Tại vì mấy anh là gom góp từ những người bị tai nạn vô mà. Đâu tên của tụi anh là gì mà gom góp? Ông này tên gì? Giang Đung Si. Giang Đung Si là đọc theo tiếng Anh thôi. Còn tiếng Việt Nam là Giang Đụng Xe. Ông này chuyên môn bị đụng xe. Thôi. Chỉ một mình nó bị tai nạn thôi. Tên của anh đâu có bị tai nạn đâu. Tên anh làm gì không bậy? Bi tông đe đâu có bị tai nạn. Bi tông đe ngày xưa anh làm gì? Thợ xây. Đó, anh thầu xây dựng em đặt bi tông đe là đúng rồi, là bị bê tông nó đè đó ông nội. Trời ơi, nhưng mà tụi anh á chỉ là dancer thôi. Vũ công thôi. Còn em là nhóm trưởng, cái tên của em đâu có bị tai nạn đâu. Mà tại sao đặt cái nhóm tai nạn? Tên em tai nạn còn kinh khủng hơn tên mấy anh. Tên em là Kim Soli mà. Kim Soli là nói theo tiếng Anh thôi. Còn tiếng Việt là con kim bị sao le. Là sao? Ủa, sao le đâu ảnh hưởng gì tai nạn đâu em. Em đâu bị sao le đâu. Hồi đó mấy ông kêu tôi ốm quá, không có cái gì hết. Trước sau như một. Nghe lời mấy ông tôi đi thẩm mỹ viện, về chưa có lành gì hết trơn à. Ông nhận mười mấy xô một lần luôn. Chở Honda mà chở ba nữa chứ. Thắng một cái là cái ấy của tôi nó ép vô vậy nó xoa le luôn à. Đó, tại mày mà nhận xô cho giữ vô. Nó xoa le quá rồi, bây giờ tôi đâu dám mặc đồ tay đâu. Tôi phải mặc đồ này để che bớt sự xoa le. Đúng rồi. Bữa nay á, anh thấy em nhảy đẹp đi nha. Trời ơi, anh thấy em bữa nay hát hay lắm nha. Để chậm hôi cho nè. Gì vậy? Làm gì vậy? Em mắc cỡ quá. Trời ơi, ca sĩ mắc cỡ. Tại vì từ xưa giờ khán giả không khen, có mình mấy anh khen mà mắc cỡ. Trời ơi. Em ơi, bữa nay em hát hay quá, em đẹp quá trời quá đất luôn á. Cảm ơn anh. Trời ơi, anh nói thiệt nha. Từ lâu rồi, anh có chuyện này muốn nói với em mà, anh chưa nói. Dành hả? Anh là người đầu tiên muốn nói điều đó. Anh muốn nói với em gì? Nói cái câu mà nó định nói đó. Anh muốn nói gì với em vậy? Mày định nói câu gì nói đi. À, anh tính nói là anh bị khùng. Ủa vậy hai người khùng hết á hả? Không có. Chị muốn nói gì? Anh định nói là Sa Văn Hay Vô. Là cái gì ông nội? Sa Văn Hay Vô. Là gì? Là cái gì? Là anh yêu em á. Tầm bậy. Nói tiếng Hàn cũng chặt. Nghe nè. Răng anh văn xa. Ủa? Răng anh văn xa là sao? Anh yêu em. Yêu em gì mà răng văn ra xa? Đây nè, yêu mà không được yêu, tao đưa một cái là văn hết bây giờ. Kỳ cục quá à. Nói chung là... Nói chung là anh yêu em. Anh yêu em. Đó. Nói chung là vậy đó. Hai người cùng yêu mình. Không lẽ mình ốm ốm mà quyến rũ dữ vậy sao? Ôi, hạnh phúc đến nó đập trong mặt thiệt là bất ngờ. Em ơi. Dạ. Anh hứa sẽ đi hết cuộc đời đi với em. Anh hứa đi với em hết cuộc đời. Không, anh không như nó, anh không có hứa. Mà anh chắc chắn, anh sẽ chắc chắn đi đến với em cuối cuộc đời. Anh chắc chắn như vậy? Chắc chắn như vậy. Oh my God. Hai đứa này nó cũng nhắm rồi. Bị em cũng không có đi được hết cuộc đời đâu. Tướng cỡ này nửa đời là đai rồi. Có đây em ơi. Anh nhảy đẹp mà con nhà giàu nữa. Anh đẹp trai, nhảy đẹp hơn nó. Anh như vậy lấy nhau đi. Mày sao kỳ vậy? Anh đẹp trai hơn nó, anh nhảy giỏi hơn nó. Em không cần đẹp trai,
Rồi còn nhảy em mướn ai nhảy không được. Nhưng mà tụi anh nhà giàu mà. Anh nhà giàu? Em không có cần tiền. Ủa sao vậy? Anh sẽ bảo vệ em. Em đâu có ai giết chóc gì đâu bảo vệ. Nhưng mà anh sẽ lo lắng cho em. Em không cần ai lo cho em. Hai anh giàu lắm hả? Anh có muốn quà muốn tặng em? Muốn quà? Anh cũng có vậy. Chờ chút. Yêu anh đi. Lấy anh đi. Bây giờ giữa hai người. Em biết chọn ai đây? Chọn anh đi. Em biết chọn ai đây? Chọn anh. Biren. Em chọn Biren. Sole đi theo. Biren, tao đi theo. Đứng lại. Cái gì? Mày mập quá mày chạy lại không? Hay quá ha. Ha. Nghe tao hỏi nè. Cái gì? Mày quen Jolie lúc nào? Tao quen Soli từ lúc thành lập cái nhóm Accident này nè. Trời ơi, cái chuyện đó tao không nói. Ý tao nói đây á, mày yêu từ lúc nào? Tao yêu lâu rồi. Lâu à? Lâu là bao nhiêu? 7 ngày. Mới 7 ngày bày đặt dành Soli với tao hả? Tao yêu nhiều hơn mày. Mày yêu bao nhiêu lâu rồi mày nói nhiều hơn tao? Hơn mày 1 ngày. Tao được 8 ngày. Chấp mày luôn đó. Trong tình yêu không phải là vấn đề thời gian chứ sao, mà là vấn đề là sự hy sinh cho nhau. Hy sinh hả? Hy sinh, tao có hy sinh cho Soli. Mày hy sinh cái gì? Mày nhớ tuần trước không, Soli hát ở Seoul đó. Rồi đang sao? Hát đĩa nhảy, tao đang nhảy đĩa nhảy cái tao té một âm chắc gân bông gân luôn. Đúng không? Tao có bao giờ than phiền không? Trời ơi, chặt chân là chuyện nhỏ, mày nhớ cũng gì mày bị chặt chân ha, mà tao phải ra nhảy thế mày bữa sau. Bình thường á là nàng mang giày múa leo lên vai mày đúng không? Đúng. Bữa đó nàng chơi nàng mang vài câu gót à, mà nàng leo lên đầu tao đứng nè. Lũng mắt rồi, nó phải cao đầu đổ tóc giả nữa thấy mày. Nhưng mà vậy mà nó hy sinh. Nhưng mà mày có yêu Soli không? Dĩ nhiên là yêu rồi. Mày có thương tao không? Mày là bạn thân thì tao cũng thương chứ. Vậy người ấy và tao, mày chọn ai? Chọn người ấy. Không lẽ chọn mày, tụi điên. Ha, bạn bè mà như vậy hả? Giành giật nhau hả? Được, tao biết cái gì mày cũng hơn tao. Dĩ nhiên. Thứ nhất, mày xấu hơn tao. Thứ hai, mày già hơn tao. Mà đặc biệt cái điều mà Julie thích mày, tao biết thích cái gì. Gì? Mặt mày ngu hơn tao. Chưa thấy ai mặt khờ như mày. Khờ nhưng mà có duyên được rồi. Ha, tao không cần biết. Bằng mọi giá tao sẽ chiếm được trái tim của Soli. Ôi, đừng có mơ mộng em ơi. Trái tim Soli thuộc về tao rồi. Soli là của tao. 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 Tao đi kiếm Soli. Soli. Năm nào tôi cũng ra đây tìm mấy ông, vậy mà mấy chục năm nay không gặp mấy ông. Đi đâu vậy? Bỏ một mình con Kim Sole này. Kỷ vật còn đây mà người xưa đâu rồi? Chắc là hai ông cũng đang êm ấm trong gia đình hạnh phúc. Có biết đâu mình tôi ngày Valentine nào tôi cũng tới đây để chờ mấy ông không? 14 tháng 12. Không biết dạo này mấy ông có bình yên chăng? Cho tôi nó ảnh hưởng cái tên tai nạn miết thôi. Cầu cho mấy ông được bình yên bên gia đình. Ôi, biết chừng nào mới gặp lại hai cố nhân. Xấu mà cũng được, xấu mà cho vàng là ok. Cũng gốc cây này
giờ đã thay cây khác mà tôi cũng chưa có cây nào. Chắc hai ông không bị gì đâu. Cầu nguyện cho hai ông được bình an. Thiệt. Trời ơi, công nhận cái tên mà Văn Đung Si này của mình đụng xe. Nhưng nó có huôn hay sao? Cứ năm nào đúng ngoài 14 tháng 2 là mình bị đụng xe. Công nhận với linh thiệt. À, cũng nhờ gặp ông bạn quý của mình Bi Tông Si. Bi Tông Đe. Ông đâu rồi? Trời ơi, ông ơi, lại đây. Cái gì? Tôi tưởng tôi mình tôi bị thôi, sao ông nãy tôi gặp ông lành lặn ngoài mà sao vừa thê thảm vậy? Thì đó, xe nó vừa tông ông. Tôi phải giữ cái thằng lái xe lại. Để cảnh sát tới làm việc. Hiểu. Nhưng mà tôi đâu ngờ đang đứng như cái nhà đang xây, nguyên bê tông rớt xuống bùm vô đầu. Trời ơi, cái bà so le đặt tên hay thiệt. Trời ơi, Bi Tông Đe, Bê Tông Đè. 14 tháng 2 năm nào cũng bị đè. Bây giờ không biết giờ này bả đang ở đâu. So Le, So Le ơi, em ở đây nè hai anh. Bà là So Le hả? Không phải, không phải đâu. Tôi So Le đây. Không phải bà So Le. Tôi là So Le. Không phải mà. Tôi là So Le, không tin thử đi, mỗi lần thử một bên. So Le mà. Thôi vậy đúng rồi ông ơi. Không ai can đảm bằng So Le hết. Không ai. Tôi đây, không nhìn ra tôi sao? Bà. Tôi đây hai ông. Đi đâu đây? Mấy chục năm rồi không gặp hai ông. Tôi buồn lắm. Biết mà. Hey, nói cho hai ông nghe. Tôi gặp hai ông ở đây tôi mừng quá. Hai ông, ủa sao cũng còn bị thương bình thường vậy? Thì cái tên mà đạt đó quá. Accident mà. Tên nó hơi có huồng chút, nhưng mà thôi, gặp lại hai ông tôi mừng quá. Tôi dạo này tôi đang chuẩn bị đi hát nè. Hả? Mình vẫn còn đi hát hả? Sao bao nhiêu chục ký Valentine rồi tôi ra đây tôi kiếm hai ông mà sao hai ông cũng không ra tìm tôi? Hả? Đâu có. Ngày nào đúng ngày này 14 tháng 2 tôi cũng ra đây kiếm bà mà. Ông ra hồi nào? Ông ra giờ nào mà tôi không biết? 6 giờ chiều. Bà đi đâu đây? Tôi đi ra 14 tháng 12 là tôi ra đây kiếm ông, năm nào tôi không ra. Trời ơi. Tại sao mấy ông không ra kiếm tôi? Ông nói gì? Năm nào tôi cũng ra đây mà bà nói sao vậy? Thôi, ông đừng có quăng lựu đạn. Nè. 14 tháng 2 năm nào tôi cũng ra đây sao tôi không thấy ông? Ông đừng có đốt pháo nghe chưa? Ông mới là giật mình á. Ông đừng có bỏ bom nghe chưa? Ông là quăng lựu đạn á. Nín đi. Ông nào cũng nổ hết. Tôi 14 tháng 2 nào tôi cũng ra sao tôi không thấy mấy ông? Ông đi mấy giờ? Ông đi mấy giờ? Tôi đi 6 giờ sáng. Còn ông? 6 giờ chiều mát hơn. Ủa vậy còn bà đi mấy giờ? Tôi con gái mà. Đi ra đường ông biết mẹ tôi khó khăn lắm. Đúng. Thành thử ra tôi ra đường phải lựa giờ an toàn tôi mới đi. Tốt. Tôi đi lúc đó là 12 giờ phía. Trời ơi. Trời ơi bà ơi. Bà đi vậy à? Bà không sợ má bà la hả? Đúng rồi, bác gái nhà khó tánh lắm, đi khuya má la. Biết rồi, mấy ông biết tính má tôi khó mà. Đúng. Thành thử ra đó cứ bà dặn 12 giờ khuya phải về tới nhà. Là tôi về trước 12 giờ 5 phút. Tức là 12 giờ kém 5 tôi về tới nhà mà má tôi chưa về. Trời ơi. Ủa, bà đi. Mấy giờ má bà mới về? 3 giờ sáng sớm. Trời đất ơi. Má tôi còn đi kinh khủng hơn tôi đó. Trời ơi, vậy sao ông bà không ra 6 giờ sáng để gặp được tôi? 6 giờ sáng ca sĩ còn ngủ không ơi? Trời ơi, không sao không chịu 6 giờ chiều để gặp tôi. 6 giờ chiều tôi đi hát. Trời ơi, 6 giờ chiều 6 giờ sáng mà tôi phải dậy. Dậy làm gì? Make up, quá trang đó. 6 giờ chiều đi hát, 6 giờ sáng quá trang. Đúng rồi. Quá trang dữ vậy? 12 tiếng đồng hồ. Ngày xưa còn trẻ, đắp đắp lên nó đẹp rồi. Bây giờ già rồi, phải nặng từng chút. Bây giờ cái mặt tôi giống như nông thôn đang được đô thị quá, ông thấy không?
bà nội cha nó điện nó văng đầy hết trơn hết rồi á. Đó, thành thử ra phải mấy cấp từ 6 giờ sáng tới 12 giờ là tu vẽ xong cái mặt rồi. Trời ơi, vậy không ra gặp tôi. Còn phải độn người chứ. Già nó tuột hết trơn rồi. Mình phải độn mình nâng lên. Bà ơi, bà nâng mà gì? Nâng lên cũng 2 tiếng là xong. Trời ơi, vậy sao không chịu ra gặp tôi 6 giờ chiều? Ừ. Vừa nâng xong cái người là cái mặt nó xuống màu trở lại, phải đắp lại từ đầu. Trời ơi. Tới 6 giờ đi hát luôn. Trời ơi, bà sao bà quá đáng quá. Rồi sao, bà đi hát, vẫn còn đi hát hả? Đam mê nghệ thuật dữ hả? Tôi vẫn đam mê nghệ thuật, tôi vẫn đi hát cho tới hơi thở sau cùng mà. Nhưng mà có ai xem không? Có chứ sao không có. Có hả? Ngày xưa mình bán vé cho khán giả xem. Tới giờ này tôi hát cho từ thiện, tôi mời người tới xem. Ồ, mà người ta có đi coi không? Coi chứ sao không coi. Sao hay vậy? Trời ơi, đi coi vừa được coi văn nghệ, mà vừa được ăn, mà vừa được cho tiền nữa, ai không đi? Trời ơi. Trời ơi, bà làm chuyện động trời không? Còn ông, sau khi bỏ múa giờ ông còn làm gì không? Tôi cũng còn múa như xưa bà ơi. Tướng tá về múa trâu coi hả? Bà đừng có khi dễ nha, học trò tôi 40-50 người không á. Trời ơi, vậy là thành vũ đoàn rồi hả? Ông múa cái gì? Múa dưỡng sinh. Múa. Sáng nào cũng ra công viên dạy mấy người già múa đó. Còn ông? Tôi cũng như ông, tôi cũng đi múa. Múa gì? Múa quạt. Sao già mà trổ bóng dữ hả? Bị bở bóng là quá. Tôi múa quạt. Nhưng nhóm tôi múa là 4 người lận. Ngồi múa không à. Múa gì là kì? Sao không hiểu? Thì xè bài ra quốc gì nè. Tứ sắc đó. Trời ơi ông quýnh bài. Ông quýnh bài mà ông kêu ông múa quạt. Ở coi gớm không? Thôi được rồi. Tại vì buồn quá không có bà tôi mới chơi mấy cái đó. Đừng có đổ thừa tôi. Chắc bây giờ ông sống rồi gia đình ông hạnh phúc lắm phải không? Trời ơi, vợ con gì đâu mà hạnh phúc. Nó bị bê tông đè chết hết rồi hả? Bậy bạ mà, tôi chưa có vợ. Ông chưa có vợ? Ừ. Còn ông? Chưa có con. Vậy là có vợ rồi hả? Hay là bây giờ tới đời con ông là không tông xe nữa mà lật nguyên kiếp? Bà đừng có bậy bạ mà. Đại khái là tôi chưa có vợ. Còn bà có chồng chưa? Em vẫn ở vậy đó. Nó ế tới giờ luôn mà. Sao vậy? Cái gì? Nổi tiếng như bà, giàu có như bà mà không ai đeo à? Tôi nói cho mấy ông nghe, ngày xưa hai ông giành giật nhau. Tới lúc này để không ai giành giật tôi. Hai ông giành giật đã rồi không ai cưới hết. Lúc đó tôi nổi tiếng như vậy, tiền bạc tôi có như vậy, danh vọng tôi có như vậy, nhiều người đến với tôi lắm. Không phải là tôi chê người ta, nhưng tôi muốn tìm một tình yêu chân thật như hai ông. Không có. Thành thử ở không luôn tới giờ. Gì? Hả? Hồi xưa tôi nhớ ông nói là ông khẳng định ông đi hết cuộc đời với bả phải không? Đâu có. Tôi nhớ ông hứa ông đi hết cuộc đời với bả mà. Không có. Tôi nhớ là ông hứa mà. Bây giờ vậy nè, ông còn yêu bả không? Yêu. Ông có thương tôi không? Bản thân tôi vẫn còn thương ông. Người ấy và tôi, ông chọn ai? Chọn ông. Ủa sao chọn tôi? Chọn ông cho bả đó. Thôi, tôi nhường cho ông đó. Thôi, ông lấy bả hạnh phúc hơn. Ông lấy bả hạnh phúc hơn. Thôi mà ông lấy tao. Nín đi. Ơi. Giờ có cho chị cũng không thèm đâu cưng. Nghĩ sao vậy? Hai cái cây này là cây ốm ốm này là của ông này. Cây lùng lùng tròn tròn này là của ông này. Hai cây vẫn còn xanh lá mà hai ông héo queo thấy gớm không? Tôi nói cho hai ông nghe. Nhưng mà dù gì đi nữa, giờ này già rồi, có lấy cũng mần ăn mẹ gì được đâu. Không lẽ về rồi ngồi đếm răng chừng nào nó rụng ha. Thôi dẹp đi, gặp nhau như vậy mấy chục năm vậy là mừng lắm rồi. Nhiều khi tâm trạng mà có ai như tôi không? Sao? Nổi tiếng, có tiền bạc mà giờ vẫn còn độc thân. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết người đàn ông. Trời ơi. Nhiều khi cũng nghĩ thèm mà buồn lắm mấy ông ơi. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời ơi cho ba đứa chúng tôi yêu nhau mà không cưới được nhau? 2 + 1 = 0. Tao biết.
lỗi tại tao. Ai vậy? Ông trời. Trời, né đi coi chừng trời quánh á. Ai đánh đầu tôi nè? Ông nói luôn đó hả? Thôi thiệt là, thôi đi đi, đi vô đây với tôi. Bữa nay tôi phải nấu, tôi đãi cho mấy ông một bữa. Đãi gì bà? Để mừng ba ngày, ngày ba đứa mình gặp nhau. À, đãi cái gì hả? Ở đây, ở xứ Hàn mà, chỉ đãi canh chua cá kho tộ là ok nhá. Ờ, tôi đi nghe. Em ơi. Đi à. Quá. Chị Mừng gọi đại bàng, chị Mừng gọi đại bàng bồ câu nghe rõ trả lời. Nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi, đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa, xong hết chưa? Xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè nè, cái chuyện gì mà ông xàm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy à? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì, tôi có... Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ, có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết. Chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi, tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này thì người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác, người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À thế thì nói chuyện đến ông bà. Thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vậy à, không thích nhưng mà ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ. Xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi. Đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao lại Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali. Show Paris by night là ở Cali. Mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thúy Nga Paris. Tôi tưởng nó qua bển coi bà Thúy Nga. Thôi chết tôi rồi. Thôi. Qua đó mới gặp bà Thúy thôi. Chưa có thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ bây giờ. Bây giờ bút vé đâu, qua bên đó đâu. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòng bong này. Tôi điên đầu. Mớ bòng bong gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi, tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6.000 đô mà chửi gì thú. Làm ở về mà chửi như ở đời vậy.
Tôi nói rồi, hồi xưa đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc là người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng, cho nên mình mới đi làm bảo vệ. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hư. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bả ra đi. Anh Huy đâu? Anh Huy của tôi đâu? Sao hồi nãy anh gạt tôi? Vô trọng kia không thấy anh Huy đâu hết. Anh Huy đâu? Đi mời Thiêm. Tự trọng sẽ đi Thiêm. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bả ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi. Anh Huy đâu? Trời ơi, tôi yêu ảnh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Huy hả? À, cái gì? Trời ơi. Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ. Hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á. Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á. Nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá. Nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó. Hả? Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Giạt ra đi. Giạt ra. Yêu cầu giạt ra đi. Giạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh đây. Huy. Anh Huy. Thôi đó. Ơi. Ơi ơi. Ủa, ôi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ai ra vậy? Ai vậy? Làm gì vậy? Hai, tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Nè, lấy con heo này, lấy con heo này. Rồi thôi, lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em nhắc Huy ơi. Này, chị ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À, em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Nói thiệt với em, bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Thì có anh có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà em nhớ đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác nó để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Của rồi, rồi em lên đây. Rồi ơi. Em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Muốn ngồi nha. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng đúng. Em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra Cà Băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À ba má có rồi. Ba má sắp tới không, nhưng mà cái chuyện đó nó ba má tới đây rồi. Có. Thì tại vậy? Tới đây khoan, lúc khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5.000. Thua 5.000 kéo không được. Thua 5.000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5.000 phải không? Đây, cầm lấy 10.000 qua. Hả? Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh cứ yên tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi, sao tụi bay để tao đây? Anh Huy, sao anh hứng hờ với em vậy? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc
có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, anh có, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè, anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là hồi nãy anh có cái đàn đó, anh lấy ra cái đàn cho em hát chút xíu được không? Vẫn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi, tôi đợi cho anh hát đi mà. Đàn đâu? Đã quá, nịnh lượng cái rồi. Là sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ, đứng, 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 đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nhanh, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày, một ngày nào đó em sang, một ngày nào đó em nhớ có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ, có phần trăng gì, phần trăng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Một lần đã chọn nghề hiếm dâm với anh, em mãi là người tình trăm năm. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu, anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi dưới cái ông kia, ông chạy nước miếng quá trời. Quay á, quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay hả, quay? Ai vậy? Quay hả? Ủa? Quay hả? Cái này đủ rồi. Quay ơi, quay. Đủ rồi, giãn lại cho tao. Quay ơi, con ở đâu rồi? Dạ con đây, con đây. Quay đâu bò? À cái biệt anh là mùa đây. Quay đâu? Tới đó cái biệt anh là mùa đây. Hả? Ai nhìn Quy? Bà má anh. Ủa sao kỳ vậy? Anh nói tiếng Bắc, rồi bà anh nói tiếng Trung, còn má anh nói tiếng gì, giống tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy. Quay đâu? Tại sao? Tại sao mày đi ở má gì khờ? Mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cũng hiểu chứ cà đi. Để tôi thống dịch cho là để đi ở mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Anh đi mày chục năm rồi, anh đi America, anh đi Mỹ đâu. Anh qua Mỹ hát rồi được không? Tại em đúng rồi, ba má chứ quê không biết gì trơn. Để tôi thông dịch cho lại, nói là đi lâu quá mà cũng biết gì trơn như thế. Là cái gì với anh? Sắp hiểu rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa? Ô chứ ba bỏ mày đẻ mày ra mày nuôi mày lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chục năm rồi mày không về mày bỏ mày má chứ quê mới đúa mày chơi trần hả? Để mà thông dịch chó là ra tôi con đẻ con ra đây là cho con bù đây chứ là đâu cũng ai biết đấy chứ con đi mẹ chục năm á chứ con chưa về thế. Quy để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi thôi được rồi, nó không có hiểu gì hết trơn. Thôi tôi dịch cho nè con. Thôi cho má mày nuôi lên mày mày mấy trăm anh về trong bấu đó rồi trong mấy trong đủ rồi đó. Ba má nói gì vậy em nghe dạ, nữa dạ, bấu quá. Má dạ, nói dạ. Đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Hay quá. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con á, là cháu ni là con á, có lấy thân Huy đó là coi như là con đẻ nhiều là con có sữa cho con là bù đó. Nó không có hiểu cái nuốt cái tiếng mà khó nghe, để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là cái quay đâu chứ quê, tao cháu là lớn lên rồi chưa? Hồi xưa má cho ông bú, nhờ ông bú hạt hà. Dạ là sao? Đó, thì đó, vậy thôi. Ê, không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà tao thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu.
À, thì hai đứa đẹp đôi là bạc cho hai đứa lấy nhau luôn. Lấy nhau đi, lấy nhau đi. Là làm cười đi. Ta nói giãn ra, không phải giãn ra, có thể em nhập vào. Thế được rồi đó, mày hốt nó đi về mà. Mày hốt con này thôi, về thôi, mày thôi, ăn thôi, một à, năm. Thôi. Này, mày hốt con này về mày ăn thịt thanh ghi vi với hết thịt. Bác ơi bác. Tôi bác bỏ hốt hai ông bây giờ. Hai bác ơi. Hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai ông xin đi. Rồi con tên là Jennifer gì? Dạ Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Dạ. Ít mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Ờ Phơ. Dạ. Phơ ơi Phơ. Dạ. Rồi ta có nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên quán phở. Giờ con ế qua con sang rồi. Con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kêu không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê, ý bạch tái hồi là cái quê quán. À, không, quán của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mẹ mày chứ. Ý tao hủa mày là cái quê, cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sanh em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cỡ mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lấy về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe này. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chấm lên cho mày. Ủa? Cái... Lấy đây. Lấy đây, đây. Hai người này là nãy giờ đó anh thấy cái chuyện nó rối quá rồi, bây giờ anh muốn trình bày sự thật cho em nghe hả? Cái này là hai người sư. Dạ đúng, ai đem là sư cụ. Sư cụ đó tí là bởi vì dạ tụi em là... cũng chỉ sư cụ lấy tiền thôi. Ủa sao hai người ta sư cụ cả một tháng mà lãnh lương có một lần có gì kỳ vậy? Thì đó. Hai người vô làm giả ba má anh Quy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày là dạo sau này đó anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý mà mấy người này lại lên lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes, sir. Yes, sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên em muốn gặp ai thì em gặp thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai cái ông nội này cứ cản hoài cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đâu hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thế cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô... Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng, con thằng Lăng. Con thằng Lăng, cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bị điên nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ á, ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ á, là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm vậy là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, anh người này rất là cô nơn.
Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là mạnh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá mới lần lợi gần, anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sơ cu phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi sơ cu đi tem à. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Tôi thích gì đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh. Tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á, phải giỡn đâu à. Thôi, thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt, đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Huy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi. Không sao, em tặng luôn. Thôi. Chào mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Tại dạ. Nghề của tụi tôi mà. Anh cũng thông cảm cho em nha anh. Dạ. Tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. Em rất nhiệt tình. Yeah. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui lắm anh ơi. Vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Ôi, con tim nó lòi ra ngoài luôn. Thôi rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Ôi, mình làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Nóng quá. Ừ. Ủa, ở gần đây bộ có cái trại heo nào hay sao mà có mùi nó hôi hôi thúi thúi? Gần đình đâu có ai dám nuôi heo qua. Bây giờ nó lại hết mùi rồi. Dạ. Nóng quá. Nóng để em quạt nữa qua. Sao nó lại có mùi vậy? Mày quạt coi. Hết mùi. Quạt coi. Trời ơi, thì đó cái mùi đó từ con người của mày xuất ra đó hả? Mày làm lý trưởng mà sao mà để người mày nó hôi quá vậy? Quan thông cảm, trời nắng nóng quá, mồ hôi nó đổ, mặt tiền có, đường hẻm cũng có luôn. Cho nên nó bốc ra để em quạt, quan hửi chút đỉnh vậy thôi, quan thông cảm mà. Thôi khỏi đi. Dạ, dạ, thế thôi. Hôm nay ông trời ông gầm gừ như vậy mà trời không mưa nổi. Dạ, yeah. Đây hạn hán, quan coi lúc trước hạn hán mà nước sông nó còn thì đỡ, bây giờ hạn hán mà nước sông cạn, mấy đứa nhỏ xuống dưới nó chơi banh đũa được chứ luôn á. Năm nay thế nào cũng chết của quan ơi. Bởi vậy, do là trận dòng xây đập cho nên con nước nó đâu có về. Dạ. Sông nó mới khô cạn. Dạ. Cây cối mùa màng mà không có nước làm sao mà sống. Dạ. Rồi đây, nước mặn sẽ xâm thực. Dạ. Biến cả vùng đất màu mỡ này thành vùng đất chết. Chết. Dân làng sẽ chết hết. Dân làng chết hết. Quan có chết không quan? Làm sao mà chết được? Dạ. Tao có điều kiện mà. Dạ. Nếu cái vùng này là vùng đất chết. Dạ. Tao sẽ lết qua cái vùng đất khác để mà sống. Dạ. Quan lết đi hả quan? Ừ. Vậy cho em bám phao câu qua em theo nha. Cái gì vậy? Dạ. Quan dựng dạy. Thôi đừng có quan. Dạ. Nhà quan cho em hỏi coi. Trời ơi, thượng nguồn nó xây đập. Mình đây hạ nguồn lãnh đủ, sao mình không đi thưa quan? Thượng nguồn, người ta ở thượng nguồn, người ta muốn làm gì thì làm. Mình đã hạ nguồn thì đương nhiên là lãnh đủ rồi. Mày sao có hỏi hoài vậy? Sao mày không lên mày hỏi vua mà hỏi tao? Dám gặp ổng đâu mà hỏi. Mà em tức cái sông này sông chung mà tự nhiên muốn làm gì là làm, làm sao quan? Sông chung cái gì? Mày không nghe ông bà ta có câu hả? Cha chung không ai khóc. Dạ. Không có gì là sông chung. Dạ em hiểu đúng rồi. Không? Dạ em hiểu. Em quạt quan cho bình. Khỏi đi. Dạ. Quạt quay. Dạ quan, em nói thiệt với quan nha. Em thấy cái vấn đề này, em hỏi quan chút xíu nha quan. Hỏi đi. Đất này khô cằn sắp chết hết rồi.
mà em mua cái chức lý trưởng này bộn bạc mà về mần ăn mới có 2 năm mà giờ chưa lấy vốn lại. Thôi gặp vụ này hôm qua điều em đi chỗ khác ước ác màu mỡ để em lấy vốn lại được hôm qua. Mày nín nghe tao nói nè. Mày nói thì tao nghe. Thôi mày hổn vậy mày. Dạ. Có chuyện với Quang mà mày xưng mày tao hả? Dạ em đang học tập. Mày học tập cái thằng mất dạy nào? Thằng này nè. Ê, không có hổn nha. Dạ em đâu có hổn. Em đứng gần Quang, em đi với Quang, em nghe Quang nói chuyện với người ta, Quang xưng mày tao không hả? Thậm chí Quang chửi thề, có bữa Quang nói tục nữa. Tao là tao là Quang, tao muốn làm gì thì làm. Dạ. Mày không có được quyền nói như vậy nghe chưa? Dạ hiểu. Dạ. Dạ, em Quang bớt giận. Tao hỏi đi. Dạ. Dạ. Nghe tao hỏi. Dạ. Trước khi làm lý trưởng mày làm cái gì? Nghe Quang hỏi nhân thân em hả? Ừ. Em nói Quang nghe, Quang giật mình luôn đó. Làm cái gì? Dạ chăn trâu. Nhìn cái tướng mày là tao biết mày chỉ làm chuyện chăn trâu thôi, chứ không có làm gì khác hết trơn hết rồi. Dạ. Rồi tiền đâu mày mua cái chức lý trưởng hả? Em tiền đâu? Em đâu có mua. Chứ ai mua? Ông Bá Hộ cũng mua. Bá Hộ mua. Em chăn trâu cho ổng. Một ngày đẹp trời đang chăn trâu, có một thằng gia đình chạy ra: ê mày đừng có chăn trâu nữa, mày về nhà đi, ông Bá Hộ ông gả con gái đẹp cho mày. Vậy là mày có phước. Phước ông nội em chứ phước. Trời đất ơi, con nhỏ đó nó đi chơi đêm rồi nó hút xì ke, nó chơi đá nữa. Rồi không biết ai làm cho nó có bụng binh rỉnh vậy nè. Rồi ông nhục nhã, ông hốt em vô nhận cái bào thai đó đó. Thấy mày, không? Rồi mày có nhận không? Không nhận, ông đuổi em rồi sao? Nghề nghiệp chăn trâu mà không được chăn trâu thì làm sao? Em nhận. Ừ. Em cười, em bỏ tiền mua chức. Ông đưa em vô đúng quy trình, giờ em đường đường trở thành lý trưởng này, hay không? Hay đó. Dạ, em làm lý trưởng em nói thiệt, đứng gần Quang, được hầu hạ Quang, học tập kinh nghiệm của Quang. Dạ, em mừng, em vui lắm Quang. Dạ. Yeah. Mày bước qua đây coi. Dạ, bước qua. Ừ. Dạ, bước. Dạ. Dạ. Sao có chân mày bên thấp bên cao vậy? Rồi hầu đó chăn trâu thì không có. Từ ngày lên làm lý trưởng rồi các bạn, em sửa tướng Quang. Sao vậy? Trời ơi, để em làm cho Quang coi. Làm lý trưởng mà đứng trước dân đen, em cầm cái gậy à, thằng nào mà cà chớn hả, tao gõ cái phun máu đầu ha. Ngoài vậy đứng thẳng vậy nè ha, thẳng như cái chài đâm tiêu luôn đó. Còn hãy đứng trước Quang thì em dày. Dạ, yeah, em dày. Dạ, yeah. Đó, Quang là em phải dày, mà Quang quyện em dày nha. Còn thượng thư là em xuống dày nữa. À, gặp bà thái giám hoặc là mấy ông dương gia là em lết, xong em lết vậy là đó, em lết vậy là lết vậy là gặp vua là em dậy luôn đó. Là mày đứng dậy đi, làm quá. Nhưng mà kể ra mày cũng là người biết thời biết thế đó. Dạ dạ, dạ Quang, con biết nhân thân em, mày về em hỏi nhân thân Quang nha. Quang hỏi đi. Trước khi Quang làm Quang nguyện vậy, Quang vui mày kinh sử được mấy năm à? Tao đâu có cần vui mày, tao chỉ cần vui mãi thôi. Vui mãi là sao? Là bỏ tiền ra mua chức đó. Trời đất. Vậy là Quang cũng thường như em mua chức không hả? Dốt đặt ăn mày không biết mẹ giờ lên làm Quang. Trời đất quỷ thần ơi. Đừng có nói lớn. Dạ. Người ta nghe hết. Dạ. Ừ. Nhưng mà Quang vui mày kinh sử. Mà vui. Quang lên Quang làm Quang quyện. Nhưng mà ý em hỏi là trước khi mà Quang vui, Quang làm nghề chi à? Tao làm trận dê. Hả? Trong từ điển tiếng Việt có cái từ chặn dê không trời? Cô chặn dê làm sao hả Quang? Có nghĩa là mỗi buổi sáng, dạ, tao mở cửa chuồng cho dê ra đồng. À, tao chặn cửa không cho dê vô. Dạ. Chiều dê về tao mở cửa cho dê vô, chặn cửa không cho dê ra. À, gọi là chặn dê đó. À, này là từ mới đó bà con, cho một tràng pháo tay với bà con ơi. Chặn dê thì nói cho nó sang, chứ thật sự nó cũng là chăn dê không Quang? À, em nhìn Quang. Cái gì? Em nhớ Quang, lúc Quang chặn dê ở miệt nào à? Bên kia sông. Hả? Bên kia sông? Ừ. Đúng rồi, chính hắn. Tổ bà mày. Mày là cái thằng có bầy dê tám mấy con mà có con dê đực mà bị lát đồng tiền phải không? Mày tới mày cướp cỏ trâu tao, mày cho dê mày ăn phải không? Mày nít. Mày nít trong lòng mày đi. Mày ăn cướp. Mày im. Cái thằng đó là tao đó. Hả? Thấy chưa? Nhưng mà tại vì bỏ qua đi. Cái chuyện đó xưa rồi, mày nhắc là làm cái gì? Cũng tại mày. Mày có của mày không biết giữ, sơ hở là tao tới tao hốt thôi. Cái đó là tao chỉ là ăn trộm chứ không phải là ăn cướp. Mày không nghe người ta nói hả? Nói sao? Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. À,
Cho nên bây giờ tao mới là quan nè. Tao còn cướp của mày nhiều thứ lắm. Mày đuôi trong sao là sẽ chân định đó. Lại cái bằng chứng bằng thờ cãi cục gạch lên. Đem cái sổ thu chia đây cho tao. Đi đi đi. Mày đánh mày chửi tao hả? Đâu có, anh đâu có chửi đâu. Tại vì em ngứa núi muốn mọc răng khôn á. Mày được cái sao? Đi đi. Mày muốn cướp, tao cướp cho mày coi. Cho tôi kêu quan, 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 cho tôi kêu quan. Ê. Dạ. Mày chạy tới này lui không mệt hả? Dạ mệt chứ. Mà tại thấy đi ngang cái đình này thấy nhoi quá nên con nhoi theo. À. Dạ. Dạ bẩm quan huyện. Sao mà biết tao là quan huyện? Dạ. Ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, trắng trẻo vậy, không phải quan huyện, không lẽ ăn cướp? Nhưng mà bà tại sao bà biết ta ở đây mà tới tìm? Bị tối qua con ngủ nằm mơ thấy quan hiện về. Làm cho ta là hồng ma dứt dưỡng gì hiện về? Dạ, chắc có lẽ là tôi mơ thấy một giấc mơ đẹp, hoặc là cái nỗi ám ảnh quan về. Chứ dễ gì mà quan lớn về cái huyện trần ai khoai củ khổ sở này, phải không quan? Dạ. Dạ. Lưng của bà bị gù hả? Dạ hồi trước không có, mới gù đây thôi à. Chính xác là lúc nào? Dạ từ cái hầu mà mấy ông tăng thuế tăng phí đó. Mỗi lần tăng thuế vậy là dân gánh một gánh nặng. Một ngày tăng 10 lần là gánh 10 gánh. Gánh riết nên gù. Mà không phải mình con gù đâu nghe. Cả cái làng, cái huyện này ai cũng gù hết trơn hết trời á. Con nghĩ quan sau này đừng có lấy tên là làng khoai củ nữa. Tôi lấy tên gì? Là khoai gù. Nhiều chuyện. Dạ đây, 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 đây. Dạ, dạ sổ sách đây à quan. Dạ, con người. Đủ đi hả? Từ từ. Dạ, dạ quan cầm em. Để em tính. Nè các bà kia, bà ngon ha. Bà đi gặp tôi ha. Mà tôi đã giải quyết là tôi nói là không có được. Mà bây giờ bà mò thay tới đây là sao? Đi về đi, tụi con mẹ già. Tôi không có già nghe. Không già sao cái mặt vậy? Mới có 49 tuổi thôi. Trời ơi, 49 tuổi mà tăng thuế nhiều quá làm nay lưng trả không có nổi cho nên vợ già tóc bạc. Không nói nhiều đi về. Không, tôi tới gặp quan có chuyện. Tránh ra. Bà coi bà bước qua được cái trạm thu phí này không? Gì? Thu phí hả? Ờ. Bỏ thu phí à? Ờ, qua thu khác rồi. Thu gì? Giá. Tưởng gì chứ thu giá dễ. Để tôi về nhà tôi ủ giá rồi tôi đem lại sao được không? Bà nội bà đó. Giá đây là giá, với phí là tiền biết không? Chứ không phải giá trụng, giá ăn sống biết không? Có tiền thì qua, không có tiền thì cút. Nói vậy vẫn là thu tiền hả? Đúng vậy, đổi từ cho nó mới thôi. Thu tiền, nó đại thu tiền. Bà đặt thu giá. Nè, ăn giọng đi. Ừ. Ăn giọng rồi xong dở cản lên. Tự dở. Ê, bà chơi tiền lẻ hả bà? Dạ, dạ bẩm quan. Con đến đây nghe tin quan lớn tới con lại quan lớn làm ơn cho dân làng mượn cái sân đình này để làm lễ cúng tế ông trời. Sau đó là để thưa ông trời. Trời đất ơi. Ê bà lộng ngôn nha, cái kiểu này dân chúng nó ném đá bà chết nha chứ. Phải thưa chứ. Thưa sao? Năm nào cũng cúng tế ông trời để trời ban cho mưa thuận gió hòa. Quan ơi, mấy năm nay hạn hán mất mùa, dân lành đói kém, tăng thuế dữ quá. Không có tiền cúng. Vậy mà ông trời đáng lẽ thấy dân khổ sở thì thương chứ đằng này để bỏ dân chết hạn, chết khô, chết đói là sao? Nên tôi thua. Có chuyện đó không vậy? Dạ, ví dụ này. Dạ, bẩm quan. Nói quan nghe cái bà này, bà nghe người ta suối bậy chứ không có. Nè nè nè, ông là hương chức hội tề mà ông ăn nói không dám ngưỡng, không biết ngưỡng miệng hả? Làm gì ngưỡng miệng? Cũng tại mấy ông không? Sao tại? Mấy ông. Dạ 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 bẩm quan. Cái gì? Cái hồi ông này ông chưa làm lý trưởng đó. Rồi. Mỗi lần mà cúng tế thần hoàng bốn cảnh, dân làng tụi con có gì cúng nấy. Chẳng qua là tấm lòng phải không quan? Ừ. Từ hồi ông lên chức lý trưởng, ông bắt buộc dân làng phải đóng góp. Đóng cho lớn vô cúng cho to lên. Hả? Ai có cái gì góp cái nấy. Có tiền góp tiền, có gạo góp gạo, có lúa góp lúa, có khoai góp khoai, có gà góp gà. Đóng góp riết trong nhà không còn cái gì hết. Tới nỗi đứa nhỏ té sắp mặt mà bầm con mắt không có cái trứng gà để mà lăn cho hết bầm nữa. Trời đất. Đi trước. Dạ.
có chuyện đó thiệt hay không? Dạ cái gì giáo quan đừng có nghe, để em xử. Bà đi về, tôi nói cho bà, bà nói tầm 7 tầm 3 bà có tin không, tôi chấp bà hai bi tôi thục bà chết luôn nè. Tôi không có gì. Bà nói ngay ha, tôi nói bà lễ hậu là do mấy người. Một năm mấy người tự động đó, tổ chức lễ hội, trời đất ơi, mấy trăm cái lễ hội. Tiền bà không có ăn, mấy người bài binh bố trận ra, bây giờ mấy người chết đói rồi, mấy người đổ thừa tụi tôi hả? Này này, lỗi là không phải của dân tụi tôi đâu nha. Chị của ai? Lỗi của mấy ông. Mấy ông bắt buộc dân đóng góp cho nhiều lên, cúng cho lớn lên. Ông trời, ông ăn lớn riết ông quen. Bây giờ ăn nhỏ lại, ông không chịu. Mình nên tôi phải thua chứ. Dạ, dạ. Mỗi lần dọn tiệc lên cúng rồi ha, mấy ổng ăn trên ngồi trước không à, bỏ dân ăn xương không à. Nè, nói như vậy ha, không biết nhục hả? Bài cổ lên là mấy người cũng bu vô tám sóc rồi, bây giờ đổ thừa hương chức hậu thề hả? Tụi tôi có ăn xương dân thịt đâu. Mấy ông có ăn thì làm, ăn mà không làm là tôi thua. Trời đất ơi. Dạ, quan xử vụ này cho dân nhờ đi quan. Dạ. À thôi được rồi. Về nói với dân làng đó, ta cho phép mượn cái sân đình để mà cúng đó. Dạ. Dạ con lại quan, con đội ơn quan. Quan đúng là phụ mẫu chi dân. Thôi dạ, được rồi, được rồi, đứng dậy đi. Dạ, dạ, dạ. Quan ơi, một lát nữa đó có một vị pháp sư lai thầy phong thủy tới đây để thay dân làng làm lễ cúng tế thừa dòng trời nha quan. Dạ, dạ con đội ơn quan, con đội ơn quan. Bà làm gì vậy? Tránh ra. Trời. Thôi, đất ơi. Già sắp xuống lỗ rồi, bà đặt đi kiện đi thưa. Cái thứ bà xong vụ này là bà coi cây tôi nện bà không chảy máu đầu, bà quýnh tôi. Thổ bà nào quýnh tao ạ? Mày hổn hả mày? Mày mới là cái thằng mà tào lao đó. Đứng đó cãi với bà là cái gì? Để cho người ta nhào ở đây, ta bu rồi ta coi biết hết bí mật của mình hay sao. Mà tất cả chuyện đó là em làm gì quan? Quan suối em mới làm. Bây giờ tự nhiên quan binh bả làm sao quan? Binh cái gì mà binh? Ta không làm vậy sức mấy mà bả đi. Lo tính cái chuyện của mình nè. Để dạ, lên. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Dạ đây cuốn sổ nè quan. Dạ. Quan coi thu chi nó làm sao quan tính giùm em. Balamesa notalaminosi banamina kina. Chữ gì vậy? Dạ. Chữ gì vậy? Dạ, chữ này chữ quốc ngữ được cải cách. Tao không hiểu gì hết trơn á, trời vậy. Dạ cái ông đồ bùi á, ông cải cách á. Rồi ông thí nghiệm trên cái cuốn sổ chi tiêu của mình luôn đó. Mới đầu em đọc em tưởng đọc kinh á. Cái em nói cái này gì vậy ông nội? Cái ông đồ bùi ông nói cải cách đi, cái này là công trình lớn của tôi nghiên cứu. Sau này mà thắng cái là tôi trúng mánh á. Em nói thôi ông nội ơi, ông làm vậy tụi sao tôi đọc nè. Đọc không được là còn mai. Nếu lỡ cuốn sổ này mà lọt vào tay của ai thì họ dòm như cái đám rừng, họ không biết, họ cứu mình. À. Cũng hay. Hay. Ông này thông minh đó. Thông minh. Giờ vậy mà giúp bí mật của tụi mình. Dạ. Cái em kêu ông viết ra một đoạn chi tiêu sơ sơ rồi em đọc lại cho quan nghe. Đọc cho ta nghe đi. Dạ, em đọc cho quan. Dạ, chi phí chi tiêu của triều đình năm Mậu Tuất có 3 đợt. Đợt 1 làm đường liên huyện chi 600 lượng. Chi thực làm thì có 200 lượng, còn 400 lượng tụi mình chia. Mày 100 lượng, còn lại của tao. Dạ. Đợt 2, chi đắp đê ngăn mặn chống xâm thực, 400 lượng, chi thực 50 lượng, còn lại 350 lượng tụi mình chia. Mày 50, còn lại của tao. Đợt 3, xây hồ chứa nước ngọt, chi tổng là 350 lượng, chi thực 5 lượng, còn lại 325 lượng mình chia. Mày 5 lượng, còn lại của ta. Mày đứng. Mày nói nữa tao lấy luôn 5 lượng còn lại bây giờ. Nát của xí đú đặt của nhà mà gì kìa. Mày nói chữ gì vậy? Hả? Em nói chữ quốc ngữ lộn. Mày quan ăn quá trời của mình em. Mày im. Phần vàng của tao đâu? Đưa đây. Đưa đây. Quan cầm đi, em đưa liền. Trời đất ơi, ăn tàn nhẫn. Ăn gì xuống xe là xe lật. Lên xe là xe phần đây là. Mày giỡn mặt hả? Dạ. Vàng không đưa sao đưa giấy tiền vàng mã vậy? Trời đất ơi, sao quan ngu quá vậy quan? Ê, hổ mày. Cái này là ngân phiếu đó quan ơi. Ngân phiếu hả? Con cầm đi rồi em giải thích. Bây giờ mà quan giữ tiền, quan chở xe này xe nọ thiên hạ dòm thấy. Quan cầm cọc về bên quý một tờ là nhiêu không? Bao nhiêu? Một tờ gì là 50 lượng. 50 lượng. Có chuyện gì quan cuộn trong quần áo cái quan giọt không ai biết hết trơn rồi. Này mình phải tính trước chứ quan. Mày giỏi lắm. Dạ. Yeah. Mày mốt mày gom tiền mày đưa cho tao đi. Tao sẽ nhờ người làm mồi cò mồi để mua một cái chức quan à
cao hơn lý tưởng cho mày. Em đợi quan ơi, em quạt cho quan nữa. Dạ thỉnh pháp sư. Thôi. Dạ thỉnh pháp sư vô. Dạ quan. Dạ mời pháp sư. Nhập vô rồi đó. Ta mệt rồi. Dạ, chẳng hay ai giữa xác này là ơn cho con biết ạ. Ta là thần hoàng bổn cảnh ở xứ này. Dạ. Ta đang an nghỉ ngàn thu, cớ sao các người kêu réo thỉnh ta về đây, có chuyện gì chăng? Dạ bẩm, con là thư dân ở làng Trần Ai Khoai Cũ. Con ước lòng quá, con xin thần cho con được kiện ông trời. Người kiện ông trời à? Dạ. Là dân đen thấp cổ bé miệng, làm sao dám kiện đến ông trời? Dạ. Kiện ông trời á thì phải có hương chức hội tề, có chức sắc mới kiện được. Ở đây có chức sắc, tại sao thấy thần không xưng danh xưng tánh? Dạ, con là quan nguyện của huyện Trần Ai, tên là Đan Dương. Dạ, Dương là dê đó thật. Tôi biết rồi. Dạ, con là lý trưởng của làng Khoai Cũ, tên con là Cao Thái Sửu. Dạ, Sửu là trâu đó thật. Tôi biết mà, cái thứ trâu dê này tôi biết hết trơn mà. Vậy ta hỏi người, người muốn kiện trời về chuyện gì? Dạ, con kiện ông trời, tại vì năm nào dân làng cũng làm lễ cúng tế mà ông trời chẳng có đói hoài. Tức quá con ra đây con đi thưa. Vậy tại sao cúng tế mà không có lễ vật gì cả? Dạ, dân làng ăn còn không có ăn, tiền đâu sắp lễ vật vậy thần? Vậy còn hương chức hội tề ở đâu? Sao không sắm lễ vật lại để ta về tơ hơ như vậy? Sắm lễ vật đó. Lễ vật đâu có, mấy người thư kiện mấy người làm. Lý trưởng. Dạ. Ngươi hãy vào trong đình đào cái cục gạch lên, lấy vàng ở dưới đó. Ủa? Đem ra đây cho ta. Ở trong có cái bài vị không chứ đâu có gì vàng gì. Ở trước bàn thờ, dưới bàn thờ có cái cục gạch, đào dưới đó lên. Trời ơi, cái đó là nhà của ta mà ta không biết à? Đem ra đây. Nhưng mà đi không đi thần bẻ lỗi giò bây giờ. Mày dím mày xong chuyện này mày chết tao chưa? Trời ơi, sao cái gì cũng biết, không biết trời. Cái tiền vàng đó là của dân hàng năm đóng góp vô để tu sửa cái đình mấy ổng dép nhẹm đó thần. Nó ác với tao lắm. Dạ. Nó không làm luôn. Dạ. Nó không cúng. Nó dạ. Cho tao ăn cái gì đâu không à. Dạ. Nhà của tao nó không thèm xây mà. Dạ. Biết sao không? Nhà của tao hả bị dột. Dạ. Dột mỗi lần trời mưa hả? Tao trốn muốn chết luôn á. Dạ. Trời, thần hoàng bốn cảnh mà khổ lắm chứ bộ. Dạ. Ăn mà không. Dạ. Cái táp đó. Trời ơi. Trời ơi, vàng này của bá tánh nè, vàng của bá tánh đấy nè. Nhiều quá nè thần ơi, đủ không thần? Chưa đâu, nhưng ở đây cũng tạm ổn rồi. Dạ. Thôi, được, để đó, có lễ vật rồi, thì ta sẽ xin tế trời. Còn lại ơn trên trời đất. Ngày hôm nay bản cảnh con hiện nơi đây là có chuyện muốn thưa cùng trời. Bởi cái bọn sâu dân mọt nước này, tụi bay ăn quá rồi mà, ăn quên trời quên đất. Tụi ta đâu có ăn đâu, đem tới cúng tụi ta đâu có ăn. Tụi bay ăn giọng không mà không phù hộ bên này chữ. Dạ, con xin thần cho phép con được kiện ông trời. Cứ kiện hoài, ta đã nói rồi, đây á
các ngươi khổ, dân đen khổ không phải là do thiên mà là do nhân. Là sao con không có hiểu? Ông có hiểu không? Giải thích cho người ta nghe dạ. đi. Con là quan mà con cũng không hiểu ông nói gì. Thần thánh cũng phải đau đầu. Thôi ta nói quệt tẹt ra luôn cho rồi. Là sao? Nói chung á, dân đen mà khổ không phải là do ông trời dạ. mà là do con người. Dạ. Bởi con người á, cái như cái đám này đó nghe. Dạ. Nó cai trị cái vùng này. Dạ. À, mà nó ngu dốt, nó không học hành gì hết. À, nó chỉ biết thu tiền. Dạ. Cho nên dân khổ. Dạ. Chứ không phải là vì trời đâu. Dạ. Rồi đây ta nói, cái huyện Trần Ai này sẽ có một cơn đại hồng thủy. Hả? Là sao vậy thần? Do trên thượng nguồn nó ngăn đập. Hả? Mưa lớn nó sẽ xả nước xuống đây. Cả cái huyện này sẽ không còn một bóng người. Trời ơi, như vậy là bá tánh sẽ chết hết. Chết hết sao thần? Cứu bá tánh đi thà ơi. Hoàng ơi, cứu Hoàng ơi. Bà già mà bà ham sống dữ vậy. Dạ thần, đại hồng thủy tới, dân chết hết, vậy quan quyền có chết không thần? Cái đó cũng tùy. Hả? Vậy là có cách hả thần? Cách gì vậy thần? Nếu tin ra thì vẫn còn có cách. Có cách? Nếu các người muốn cái huyện này bình yên, dạ, phải làm một cái trấn yểm. Nhưng chi phí hơi cao. Yểm bằng bùa hả? Yểm bằng bùa lỗ ban. À. Nếu buồn buồn tao chơi bùa lỗ mãn. Hả? Cái gì vậy? Nhưng chi phí hơi cao. Chi phí hơi cao. Trời ơi, ông trời ông ngó xuống mà coi nè, dân ăn không có ăn, lấy tiền đâu mà lãng phí. Rồi đây chắc là dân làng chết hết, chết tàn, chết mạc, chết khạc ra tro, chết thò ra máu. Chết quá trời. Chết tanh bành té bẻ, chết rụt thay thì sao hỏi ông trời. Trời ơi, con rảnh quá. Cha đó cái nước thượng. Tụi mày xây đập, mày muốn cho nước hạ hạn hán, mày muốn cho dân nước hạ chết hết. Trời không dung, đất không tha tụi bay đâu. Ông trời ơi, ông trời ơi, sao dân nước hạ còn khổ quá. Ông trời ơi, ông trời ơi. Mà nín đi. Dạ thưa thật, chi phí hết bao nhiêu vậy? Chi phí nếu yếm cho cái làng này, cái huyện này yên ổn, tổng cộng 600 lượng. Hả? 600 lượng? Mắc quá. 600 lượng? Phải. Cứu cái làng này. Phải. Nếu mà cứu riêng một cái biệt phủ thì là giá bao nhiêu? Biệt phủ đó của ai? Và của con. Cứu cả cái huyện này chỉ có 600 lượng. Dạ. Cái biệt phủ của ông thì đáng xa gì. Dạ. Yeah. Ta lấy 6.000 lượng thôi. Vậy là 600 lượng với 6.000 lượng là nó trên lệch dữ lắm đó nha Hoàng. Trên lệch là đúng rồi. Tính từng đầu người trên dân đen. Dạ. Cả cái huyện này gom lại chưa được 600 lượng. Riêng cái biệt phủ ông này, cái dòng họ của ông ai cũng làm quan chức, hương chức, hội tề, cường hào, ác bá. Tính ra đầu người 6.000 lượng còn rẻ chán nữa mà. Vậy quan tính sao quan? Dạ. 600 hay 6.000 quan? Mày cho tao suy nghĩ. Dạ. Làm quan mà. Dạ. Mà phải lo cho dân. Dạ. 600 lượng mà cứu cái làng này. Dạ. 6.000 lượng là cứu cái biệt phủ của ta. Dạ. Được. Tao quyết định. Dạ. Ta cứu cái biệt phủ ta trước. Hả? Dạ trời ơi, con lại quan. Quan ơi, con lại quan. Lại quan, quan làm ơn, quan bỏ ra 600 lượng quan cứu. Cứu cả cái xứ này đi quan ơi. Con biết quan làm quan, vàng bạc của quan chất cao như núi. Quan quơ, quan quào, quan bóc, quan hốt. Dân đen tụi con đâu có dám kêu than đâu. Bây giờ bỏ ra 600 lượng đối với quan giống như con chuột cống mà rụng một sợi lông vậy. Quan làm ơn, quan cứu dân đen tụi con đi thì quan mới có nguồn thu.
cứu dân xong rồi quan muốn tăng bao nhiêu thuế thì tăng, muốn vẽ ra bao nhiêu loại phí thì quan vẽ, quan muốn xây bao nhiêu trạm thu phí dân con cũng chịu, quan cướp đất của dân mà xây nghĩa trang dân cũng đồng ý, con lại quan, quan cứu dân đi quan. Nè con mẹ già kia, bà gian sinh hay bà rủa xả quan vậy? Cả hai. Trời đó, trời đó coi. Mà quan ơi, em thấy vậy nè, quan bỏ 600 lượng quan cứu cả xứ này, vậy đi chứ đừng cứu riêng biệt phủ. Bây giờ trong cái huyện có nhà em mà quan, trâu gì hết quan ơi. Mày ngu quá. Ngu cái gì mà ngu? Nghe tao nói nè, bây giờ tao lo cứu cái biệt phủ của tao trước, để cho gia đình tao bình yên vô sự, để cho cái dân làng này Đại Hồng Thủy tàn phá, đúng cái nghĩa là trần ai khoai cụ. Lúc đó thiên tai lũ lụt, mấy cái làng bên mới khô hào cứu trợ, thiên triều đình mới rót tiền xuống. Lúc đó tao với mày tha hồ mà hố. Trời ơi, gì vậy? Cái lũ tham quan ô lại. Trời ơi, ông trời ơi, ông ngó xuống mà ông coi nè, ông trời ơi. Ê, bà có sao không vậy? Ngạc nhiên gì, hãy đụng chuyện là bà xỉu à. Bà xỉu từ đó dữ dữ lắm. Cầm miệng. Tao nổi điên với hai thằng này lắm rồi. Tụi bay, tụi bay hương chức hội tề là quan phụ mẫu chi dân mà nhìn dân như vậy mà tụi bay yên lòng được à? Được, ngày hôm nay tao không tế thiên hành đạo, tao không còn ở mảnh đất này nữa. Tao nói thiệt cho tụi bay biết, tao không phải thần hoàng bổn cảnh. Coi đây. Cái gì vậy? Trời đất ơi, con cóc. Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang. Ở đó cóc, con cóc đó, em tính hát con cóc. Đồ cóc ké mày, mày giỡn mặt ha. Một lát còn lấy cây tôi quýnh mày chảy máu đầu cho mày coi. Mày ngon ha. Mày mới ngon ha hả? Mày ngu vậy? Ngu gì quá? Mày không nhìn kỹ ha. Cái đó là ân gia của Dương gia, chỉ có thượng thư bộ hình mới có thôi. Hả? Ông này chắc chắn là quan thượng thư. Con cóc, con. Phải, ta là quan thượng thư bộ hình, dân lệnh của Dương gia. Cầm chiếc ấn trên tay, như thấy Dương gia tại sao không quỳ? Dạ, con xin ra mắt quan thượng thư. Đây là thượng phương bảo cốc. Hả? Hả? Tiền trảm hôn quân. Ấu. Ghê quá vậy. Hậu trảm nịnh thần. Mày nãy giờ mày đụng chạm tao nhiều lắm rồi nha. Yeah. Mày chửi tao không biết bao nhiêu lần. Yeah. Thì ở đó mày chờ ta. Dạ. Như quản tha tội giùm em, thấy con cóc em tưởng em thấy mưa chứ em đâu có biết cái gì đâu. Thấy cóc như thấy ngừ. Dạ. Cóc rồi. Biết cái gì. Cho tao chút. Bà lão à. Bà lão, tỉnh dậy đi. Tới thiên đàng rồi hả? Không có, bà vẫn còn ở làng khoai cũ. Ta nói thật cho bà biết, ta không phải pháp sư. Dạ. Ta là quan thượng thư bộ hình. Dạ, dạ quan. Bà đứng lên đi. Dạ. Có ta ở đây, không ai dám làm gì bà đâu. Dạ. Bà lão à. Dạ. Đây có tráp vàng, bà đem bà phân phát cho dân làng hộ ta. Dạ dạ dạ, con không dám đâu. Con đem vàng này về. Quan về trển ở đây mấy ông này ông trả thù dân đâu có chịu nổi. Bà yên tâm cứ cầm đi. Dạ được không quan? Ta đã cầm con cóc này trên tay. Ta có quyền cách chức nó mà. Dạ dạ. Đem đi đi. Quan quan, cho con hỏi. Nó tham nhũng vậy, quan xử nội bộ hay đưa hai cây củi này vô lò? Ta sẽ đưa thẳng hai cây củi này vô lò. Dạ, dạ trời ơi, con đội ơn quan, trời đã chứng rồi. Có một vị quan thanh liêm như thế này là dân đỡ khổ. Dạ, con đội ơn quan. Bà đi phát cho dân làng dạ. Ta nha. Bà con được cứu rồi. Bà con được cứu rồi. Cái con mụ kia, cái của đó. Đứng lại. Người muốn làm gì? Dạ, lấy cái của. Của đó chỉ là ít thôi. Muốn lấy không, ta chỉ chỗ nhiều hơn cho lấy. Ở đâu ạ?
Quan huyện. Dạ. Đưa hết số tiền vàng của người tham nhũng ra đây cho ta. Dạ. Dạ tiền nào? Không qua mắt được ta đâu. Ta đã điều tra vụ án này lâu lắm rồi. Ôm trong này nó nở lên như vậy mà nói không có hả? Đưa đây. Dạ. Đưa đây. Bằng chứng rành rành. Giỏi cho quan tri huyện hay cho quan tri huyện, ông tính hay lắm. Đổi ra ngân phiếu như thế này, khi ông cần có chuyện gì, ông chỉ cần chuyển nhẹ nhàng thôi chứ gì. Ông tính như không bằng ta tính đâu. Nay ta cách chức ông. Ông phải làm một cái gì bằng. Nói gì thì nói, ở chốn quan trường anh em phải thương yêu nhau. Ông lỡ một lần ta có thể cứu ông được, nhưng ở đây ông muốn giữ lại cái biệt phủ của ông chứ gì. Dạ. Khi cách chức chắc chắn trên triều đình sẽ lấy lại cái biệt phủ đó. Hả? Ông nghe lời ta, chuyển tên cái biệt phủ đó qua cho con rể ta đứng giùm. Ủa cái này sao ngộ hả quan? Ủa chuyển là sao? Chuyện đó là chuyện của ta. Chuyển cho con rể ta đứng giùm. Sau này xong xuôi công chuyện, con rể ta chuyển lại cho ông. Vậy là ông vẫn còn giữ cái biệt phủ. Dạ. Còn cái số vàng này, bao nhiêu tiền đây? Dạ, bao nhiêu vàng? Dạ 10.000 lượng. 10.000 lượng. Đây là bằng chứng mà ông có thể bị tru di cửu tộc. Hả? Tru di cửu tộc. Bây giờ ông làm một cái di bằng, ghi là 100 lượng cho ta. Hả? Ủa? Ủa? Gì kỳ vậy? Sao 10.000 mà sẽ tuột xuống cái còn 100 lượng hả quan? Ông dại quá. 10.000 lượng là tru di cửu tộc, ngắt một phần tru di tam tộc, ngắt một phần nữa tru di một gia đình, ngắt một phần nữa tử hình, ngắt một phần nữa án treo. Vậy bây giờ 100 lượng để treo hay là tru? Dạ. Dạ treo đi, tru nó mỏi miệng lắm. Vậy thì ghi vô di bằng là ta thâu của ông 100 lượng. Dạ ghi cũng được, nhưng mà quan cho em xin cái phần còn lại được không? Cái gì? Dạ, dạ xin. Xin cái phần còn lại. Dạ nhỏ mà đâu có nhiêu. Chắc là nãy giờ tôi làm việc với mấy ông ở làm chùa à, chắc toàn bỏ nước miếng ra chắc. Mang con cóc này đi mệt chết rồi. Cái này 100 là ta trình cho Dương gia, còn nhiêu là của ta. Hả? Ủa cái gì vậy? Vậy còn cái biệt phủ, cái nhà, cái biệt phủ đó là đưa qua cho ta. Rồi. Nói chung là bây giờ ông không còn cái gì hết. Mấy ông nhỏ mà mấy ông còn ăn được, ta lớn hơn mắt mới ta không ăn. Trời đất ơi. Trời ơi, đâu phải là thanh liêm. Trời đất quỷ thần ơi, chết mình rồi. Bước vô hồi nãy ông giảng quá trời rồi đó. Ông chửi mình quá trời rồi đó. Ông nói mình xúc vật. Im lặng. Bây giờ ông xúc gì đây trời ơi? Quan huyện. Dạ. Cởi áo dài khăn đóng ra cho ta. Từ nay ngươi không còn làm quan nữa. Nhanh. Đưa dạ. Đây. Dạ. Cởi thiệt hả quan? Cởi ra. Nhanh đi. Ủa sao? Ở ngoài cô đẹp lắm mà ở trong thấy gốm mà. Ê, vẫn nhớ về tuổi thơ đó chứ. Vẫn nhớ về cái thời cực khổ chăn dê màu cỏ non nè. Ta đi nha. Dạ. Rồi. Vậy là quan coi như không còn cái gì hết. Trở lại kìa. Cởi cái quần ra luôn. Trời ơi cái gì quan? Nhanh đi. Cái gì quan ác dữ vậy? Nhanh đi. Tru di cửu tộc. Nhanh lên. Dướng tôi dài. Đưa đây. Trời ơi. Tao làm quan đã không ăn thì thôi. Nếu tao ăn, tao ăn tới cái quần tao cũng ăn. Má ơi. Cái gì?
dòm quan thiệt, em muốn tự thiêu ghê. Mặt mày mà tự thiêu mày. Ở trên thì xanh đọt chuối, ở dưới là giống như cái cầu vòng. Hầu tối hôm qua chắc quan ghé ở cái trạm nào rồi phải không quan? Hạn hán, tao đâu có giặt đồ được. Hôm qua tao ghé nhà vợ nhỏ mày. Thôi quan tính gì quan tính. Số của quan bây giờ là công cốc rồi, con cốc nó tát hết rồi. Em gì chứ em còn nè. Em về em lo lại cái phần kia, lũ lụt mà có tràn xuống em cũng có tiền để mà em cứu vớt đây. Cái phần này phải chia cho tao. Chị móc chị chia bảy ba, chị bảy ba gì mày? Ông nè, bước lại, bước lại nè, nói cho biết nha. Ông không có làm quan. Cứu tao. Bà con thấy không, ăn không đồng chia không đủ cho nó quýnh lộn nhau vậy đó. Nhỏ ăn theo nhỏ, lớn ăn theo lớn, lớn hơn rồi ăn theo lớn hơn nữa. Ông trời ơi, liệu có ông Dương gia thiệt không? Nếu có ông Dương gia thiệt, cầu xin ông xuống đây, ông xử tụi này cho dân làng bớt khổ. Dương gia ơi là Dương gia ơi. Dương gia hả? Mày ăn được đâu. Mày kéo ăn luôn của tao. Thank you.